Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách đến Sơn Vinh gặp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2020. Đây có lẽ là trận đấu không dễ dàng gì với đội bóng của huấn luyện viên Lee Tae-hoon. Trong lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất tại sân khách, câu lạc bộ Phố Núi đều để thua trước đội chủ Sơn Vinh. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai hiện đang có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Kelly Kester sau thời gian dài điều trị chấn thương. Bên cạnh đó, những trụ cột như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh cũng đang trong tâm thế sẵn sàng tự tin để giành điểm trên sân khách. Điều khó khăn nhất chắc là thời tiết đấy. Ở đây rất là nóng bức. Đội chơi của Sông Lam thì nghĩ là chắc là phụ thuộc ở về hàng tiền đạo nhiều hơn. Nên là em nghĩ nếu mà sự chuẩn bị cho hàng phòng ngự thì em nghĩ là sẽ có kết quả tốt. Nhưng mà cầu thủ rất là khéo léo và linh hoạt, rất là nhanh. Em cũng phải đề phòng. Hiện tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Nếu giành chiến thắng ở trong trận này thì họ gần như nằm trong top 8. Trong khi đó, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang đứng ở vị trí thứ 11 với 12 điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.